Vâng, chung kết bên kia là Roman, Egypt, Hitti và Roman. Đây là Babylon tới từ N1. Mạnh Hào cầm cho Son. Chim Xe cầm Maxi. Cuối cùng là Khóc cầm Egypt. Khoai. Bên bên kia là hai Roman, hai cung là hai chém tuyển, hai cung tuyển là Egypt và Hitti. Bên này thì có một Babylon, một Egypt, một cho Son và một Maxe. Có Maxe thì cũng thành phế. Đang xem vào máy chim sẻ, quân xấu hơn rồi, quân là 7-3 rồi. Thế này cũng là thế tù. Egypt chui vào trong, vâng, No 1 chui vào trong cũng khoai mà Egypt chui trong vẫn khoai. Nói chung là khoai. Vâng, đây là màn hình máy của No 1. Nghe nói bài được, đánh chém. Khóc là người đánh cung chủ lực. Hào là người đang phân vân, một là dâng lên băm, hai là đánh tại nhà bơm đồ cho sẻ đi đâm mi. Quay lại với sẻ, nếu mà sẻ gặp ông hit ở đầu cánh thì thơm quá luôn. Và quay trở lại với các bạn trong trận thiếu này. Nghe nói bài nội một rất khỏe và đang muốn đột biến cho cái sexy vào bắn. Dâng lên, thế thì dâng lên. Dâng giữa bản đồ à, bo kín với các bài gỗ vào. Vâng, bài của nội một là rất khỏe. Kích 956 dành cho bài 25 dần. Cái gì vậy? Người cầm Babylon. Nội một điên rồi. Bãi vàng trên nó một đây. Đây cũng được, cái này cũng ngon này.
Thường nó xấu. Nâng cấp nốt giáp. Gặp nhà màu 4, tí đầu cánh cũng đã có giò chạy. Cũng lên siêu sớm dành cho tí. 4% và 2-3 dân của Roman. Như vậy sẽ gặp Egypt cánh của mình. Nếu một cái phải tốt cánh này, phải yêu cánh này. Hai chiếc nhân kênh chết luôn kìa. Vâng, dân màu 4 bắt đầu có bánh xe. Và dân màu 1 cũng vậy. Bò bãi gỗ. Vâng, màu 4 cũng đã yếu lắm rồi. Màu 1 đã đánh quá tốt cánh này. Gì này? Nó vẫn chạy được ấy. Nốt trận nhá. Anh như nào? Vâng, tham lai 29 dành cho game thủ nấu 1. Đây là khóc. Người đi dâng Nga. Hitty ở góc 6 giờ luôn. Đây là Mạnh Hào tham lai 33. Nó bánh xe nhá. Bắt đầu có bánh xe và cơ cấu phát triển khỏe hơn đi. Tập trung vào sóc dân Hào ơi. Tập trung vào sóc dân khỏe lên. Vàng tắc. Còn đây là xe. Quan trọng là xe. Xplit là bị sao rồi? Tham 20 của xe. Vâng, vẫn cho một cùng R vào. Quá ác độc dành cho màu 2. Xe yếu rồi nhưng có vàng. Đây là Mạnh Hào. Tham lại chỉ là 32. Màu 1 là người đánh chém. Em xử lý đi, em bình luận. Đập nhà chính ở trong rồi đi em ơi. Đập nhà
đang chính ở trong mà ăn gỗ đi. Xe giấu ấy, xem hết với bản đồ. Anh cầm em thử vào Facebook xem được.